Còn con gì đấy? Hoa vãi đã. Ok, con này không sao được, có 5 tim rồi. Ui giời. Con gì, con cô Lola này đã quạt đấy. Con cô Lola đấy, con cô đầu ngoài này đấy, tiêu diệt từng con một quạt rồi. Tiếp theo, ui giời ơi, mắt là xe kìa. Đúng là sổ tự dưng mình cảm thấy mình thật là đẹp trai con ạ. À. Ấy mà đẹp trai như mày lại kêu không đẹp đi. Được rồi, đấy gom được quả cầu đấy các bạn. Thế nào đấy, đây chứ là em chó cũng đẹp không ai què đấy. Ui ui ôi, em chó đấm được bắt. Em chó đấm cũng chất lượng đấy. Mình sao cái mình thấy là mấy cái con vờ cảnh sát mình hóa thành sao nó phèn đấy nhỉ. Nó đánh nó không được khỏe ấy các bạn. Ok, con này mình cần bắn như vậy là được. Nhân một bé á. À, ui bé khỉ con tiến hóa đấy các bạn. Bé khỉ con tiến hóa thành người rồi. Ơ nhưng mà tại sao cuối cùng cái con mình phải đánh bại lại chính là con